Câu 2. Có hai bình đựng cùng một loại chất lỏng. Một học sinh lần lượt múc từng ca chất lỏng từ bình 2 đổ vào bình 1 và đo nhiệt độ cân bằng chất lỏng trong bình 1 sau mỗi lần đổ rồi ghi vào bảng số liệu dưới đây. Chúng ta có 4 lần đổ và nhiệt độ cân bằng trong bình 1 sau lần đổ. Thứ nhất là 20 độ C, lần thứ hai là 35 độ C. Lần thứ ba thì không có ghi, tức là T độ C thôi, chúng ta chưa biết là bao nhiêu. Lần thứ tư là 50 độ C. Bây giờ để bài toán yêu cầu là tính nhiệt độ T, tức là sau lần đổ thứ ba, và nhiệt độ của chất lỏng trong mỗi ca lấy từ bình 2 đổ vào bình 1. Có nhiệt độ và khối lượng của chất lỏng ở mỗi ca lấy từ bình 2 đều như nhau, bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và bình chứa. Rồi. Chúng ta gọi nhiệt dung. Gọi nhiệt dung của chất lỏng trong bình 1. Nhiệt dung của chất lỏng trong bình 1. Tức là ban đầu nha các em. Ban đầu đấy. Đấy là Q1. Rồi. Và nhiệt dung của mỗi ca nước. À, đây là chất lỏng thôi, người ta không có nói nước. Mỗi cái ca chất lỏng mình ghi chung luôn ha. Mà múc từ bình 2 á. Là Q2. À. Nhiệt dung. Rồi. Thế thì và ta gọi thêm cái nhiệt độ nữa ha. Và cái nhiệt độ ban đầu của bình 1 là T1. Và nhiệt độ chất lỏng từ bình 2 là T2. Được không? Như vậy tất cả các cái ca mà múc từ bình 2 đều có nhiệt độ là T2. Được chưa? Đó. Rồi. Như vậy ta có sau khi lần múc thứ nhất nè, sau lần đổ 1 nè. Sau lần đổ 1 thì ta có gì? Cái Q2 là cái ca múc từ cái bình 2 nè, thì nhiệt độ của nó T2 xuống 20 độ C. Nhiệt độ cân bằng là 20 độ C, chúng ta có là T2 trừ 20. Thì bên này là Q1 thừa số cho 20 trừ T1. Đó, nó tăng từ T1 lên 20 các em. Được chưa? Rồi, tương tự. Sau cái lần đổ thứ hai. Lần đổ thứ hai thì vẫn là Q2. Và các em thấy nhiệt độ nó vẫn là T2, bây giờ nó lên tới 35 rồi. Nhiệt độ cân bằng là 35. Đó, bằng Q1. Q1 bây giờ trong cái bình 1 bây giờ nó có thêm một cái ca lúc nãy nữa. Ca lúc nãy mình đã đổ lần 1 các em. Hiểu không? Đó, và nhiệt độ là tăng từ 20 lên 35. Cho nên chỗ này sẽ là 35 trừ 20. Đấy. Rồi. Chỗ này chúng ta có thể ghi gọn lại một tí. Chỗ này nếu mà nhân vào bên này chúng ta có 35 trừ 20 là bằng 15. 15 Q2, đúng không nào? Đó, 15 Q2. Bên này có trừ 35 Q2 chuyển qua nữa là thành là trừ 50. Như vậy chỗ này thầy sẽ ghi là Q2 T2 trừ 50. Đấy, bên này là bằng 15 Q1. Được chưa? Đấy. Rồi, lần thứ 3. Lần đổ thứ 3. Chúng ta có Q2 T2 trừ T. Cái lần thứ ba này nó không có ghi, chỉ là ta cho mình là T thôi. Được chưa? Lúc này thì trong bình 1 đã có thêm một cái Q2 này, bây giờ đổ thêm một Q2 nữa là thành Q1 cộng 2Q2. Đúng chưa? Rồi nhiệt độ là T, từ 35 lên T. Đó, từ 35 lên T. Rồi, tương tự mình cũng biến đổi chỗ này. Chúng ta thấy là chỗ này là bên này có 2, nếu mà nhân vào chúng ta có 2TQ2 nè, bên này có TQ2 nữa là 3TQ2, đúng không? Đấy, như vậy chỗ này sẽ là T2 trừ 3TQ2.
Rồi chỗ này có 2 nhân với 35 là 70Q2 nè. Trừ 70Q2 chuyển qua bên này là thành cộng 70 nhé. Đấy, còn bên này thì chúng ta có Q1 nhân với T trừ 35. Đó. Rồi, và lần thứ tư. Tương tự như vậy ta làm cho lần thứ tư. Lần thứ tư thì ta cũng có tương tự Q2. Nhiệt độ lúc này là bằng 50 độ C, đúng chưa? Nó sẽ giảm từ T. T trừ 50. À, giảm từ T xuống 50, T2 xuống 50. Đấy. Bằng bên này Q1 cộng thêm một cái Q2 nữa là 3Q2 nhé. Đấy, lúc nãy là 2Q2 rồi nè, bây giờ thêm một Q2 nữa. Rồi 50 trừ trừ T. Đó. Rồi tương tự ta cũng nhân vào. Cái này ta sẽ có Q2. Cái này là 150 đúng không nào? 150 chuyển qua bên này là trừ 5 trừ 150 với trừ 50 đây nữa là thành trừ 200 nhé. T2 nè. Trừ 200 nè. Đấy. Còn chỗ này chúng ta có 3T của trừ 3T của 2 chuyển qua thành cộng 3T của 2 thì ghi lên là 3T trừ 200. Giờ bên này sẽ là Q1 50 trừ T. Đó. Bây giờ mình sẽ đặt bốn cái phương trình này, 1 2 3 và 4. Rồi. Từ bốn cái phương trình này chúng ta sẽ giải ra T2. Đó. Rồi bốn phương trình này ta sẽ giải như thế nào? Đầu tiên ta lấy 2 chia cho 3 thì ta sẽ tìm được cái mối liên hệ giữa T và T2. Ta lấy 2 nè. Chia cho 3. 2 chia cho 3. Thì ta sẽ có gì? 2 mà chia cho 3 thì chúng ta sẽ rút gọn cái Q2 đi. Để chúng ta sẽ còn là T trừ 50, T2 trừ 50 chia cho T2 trừ 3T cộng 70. Bên này bên phía phải là còn 15. Ở dưới này là còn là T trừ 35. Đó. Rồi, như vậy thì đây ta suy ra T sẽ bằng 50 T2 trừ 700 chia T2 trừ 5. Đó. Rồi, tương tự ta sẽ lấy phương trình 2 mà chia cho phương trình 4. Lấy 2 mà chia cho 4 thì ta cũng có là gì? T trừ 50 chia cho T2 cộng 3T. À, chỗ này là cộng 3T nha các em. Cộng 3T chứ không phải trừ 3T. Chỗ này nè. Cộng 3T đúng chưa? Đây. Chỗ này là trừ 3Q2 trừ T trừ chuyển qua bên này thành dấu cộng nha. Đó. Trừ 200. Thì bằng 15 chia cho 4 mà. Đó. Rồi tương tự như vậy ta nhân chéo lên. Như vậy thầy đặt phương trình này là phương trình 6 hay là phương trình 7. Đó. Rồi từ 6 và 7 thì ta cho hai vé bằng nhau, đúng không? Từ 6 và 7 thì ta có là hai vé bằng nhau thì ta rút gọn luôn cái mẫu luôn ha. Với điều kiện là T2 phải khác 5. Đó. T2 khác 5 thì đương nhiên rồi, T2 nó lớn hơn cả 20 mà, đương nhiên nó không thể bằng 5 được. Cho nên chúng ta có 50 T2 trừ 700 thì sẽ bằng 35 T2 cộng 500. Đấy thì đây ta chuyển vé sang thì chúng ta có là 15 T2 bằng 1.000. 700 với 500 là bằng 1.200. Đấy, suy ra T2 bằng 1.200 chia cho 15. Đấy. Là bằng 80. Đó, 80 độ C. Đấy. 80 độ C. Thì chúng ta thay cái T2 bằng 80 độ C vào cái phương trình số số 6. À, chỗ này chưa có 5 nhưng mà thôi lỡ đặt số 7 cũng được, không sao các em. Thay vào phương trình số 6 ha. Thay T2 bằng 80 vào phương trình 6. Thì ta tính được T. Đấy. T là bằng 50 nhân 80 trừ 700.
chia cho 80 trừ 5. Đó. Bằng 44. Đấy, như vậy suy ra là cái nhiệt độ mỗi ca chất lỏng lấy và từ cái bình số 2 là có nhiệt độ là 88 độ C, à 80 độ C, còn nhiệt độ khi sau lần rót thứ ba đấy là bằng 44 độ C.